đưa lên coi. Ui, xinh quá. Mở ra đi. Lát chơi xong. Cứ biết là như vậy cả. Cái này thì phải ngoan mà học giỏi nhiều. Ủa nó con. Mới làm sinh nhật mới làm mò. Ồ, là một cái khổ. Lấy cái kéo hay gì để mở cái này ra nè. Mình đang mở rồi mà. Mở cái này cơ mà. Mở thử con gái ra coi nó là cái gì. Không, mở thử ra coi. À, mỗi hộp là một món vậy nè. Ủa nhỏ xíu luôn á. Giống như thiệt. Nè, nè. Rồi quay lại cái gia đình thả đúng không? Rồi. Còn nữa cái này là cái gì đây? Phòng bếp này. Bàn, bàn ăn. Rồi. Đẹp cái chưa? Cơm. Lá qua của bà nội nha. Rồi, để nó đi, cái để đi. Ủa sao cái hộp này quen quen ta. Xé ra đi. À, tới lại đi chơi lại nó tháo ra nó chơi cái đó. Cho lại nó là cái gì đó. Là chiếc xe mô tô. Rồi, lại là gì? Lego. Thấy không? Lego hả? Phải ráp thành chiếc xe đúng không? Rồi, bé Lam tháo đi. Bé Lam tháo em bé đi. Cái đó là cái gì vậy? Mình nó bán kẹo cho kẹo. Ôi đừng đi xong. Đừng đi xong.
cái gì vậy? Ố ôi đẹp quá vậy. Sát Happy birthday làm có thích không? Rồi bây giờ con phải gỡ mấy cái này ra nè. Phải gỡ cái này ra coi nó là cái gì. Con phải kiếm cái thùng để con bỏ vô. Nè con gỡ thôi mà con bỏ rác vào đây đi. Trời chắc rất khủng. Đây là cái nào. Đây nè, trọ lon bia. Đây là chai nước, trái cây. Ly uống nước. Ôi xả nó làm giống vậy nè. Nó xíu à. Nè, bánh nè. Cất gọn gọn vào. Thích quá vậy. Ôi. Chui. Trời quá. À hồi nãy con có một cái hộp. Cái hộp này là cái tủ bán bánh đó. Con để mấy cái này vô bán nè. Rồi tiếp theo. Trời sát. Xá rượu mau đài. Chụp đi. Chụp quá lên. Đẹp quá à. Làm nhớ xíu xíu à. Chân gà. Hả? Chân gà. Dim sum á. Chân gà. Mà bà nó làm nó xíu à. Cái gì? Cháo, đồ cháo, ăn cháo, đó. Cháo. À, những cái đồ chơi ấy à, mình nấu bếp ấy hả? Đúng rồi. Nè, nó làm cái chai nước cái tay nè. À, nhỏ xíu xíu à. Bánh mông lan nè. Bánh mông lan nè. Để riêng nó lan không lẫn vào những cái gì nữa. Quá hờ. Ê, cái này giống sushi hả? Phải không? Trứng cá đúng không? Cái này là sushi, cái này là trứng cá phải không? Cái gì vậy? Hả? À, chuối. Nước á. Ừ, giống như bẫy ấp vậy đó. Còn có hai cái nè. Con không biết cái hộp này là hộp gì đâu, nhưng mà nhìn nó rất là quen. Vậy đó, hả? Chắc sữa hả? Hay kẹo hả? Ô bánh nè. Bánh màu sáng. Còn một cái nữa thôi. Rau cau. Rồi con còn cái bịch nhỏ nhỏ nè. 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 Trời. Nó là một cái tủ đó. Ừ. Cái này. Cái này là cho. Cái này là của cái tủ bán đồ ăn hay cái gì nè. Hay là à cái này hình như là ở trên bàn ăn. Nó có cái bàn ăn. Nó có những cái gói đấy à? Trong cái gì mà nó có những cái gói? Trong đồ chơi. Mi. À không, bắp rơm bơ chứ.
Rồi bắp chân nè. Gà KFC. À gà KFC. Mấy cái đồ mà con thú nhỏ nhỏ. Này. Cái chai nước ngọt nó làm giống quá vậy. Ừ, đây nè. Bảy ấp. Bảy ấp nhìn y chang luôn. Quýt, quýt, quýt nè. Mở cửa này. Tiệm đó, cái tiệm này. Đưa gà, đưa gà, đưa gà. À, đưa gà. Đây nè, có cái dĩa để đựng đồ ăn nè. Xúc xích nè. Áo. Ừ, bánh mì. 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 Ui. Khoai tây chiên. Snack, snack. Snack đó. Ừ. Mấy đồng gỡ cái này ra đi. Ừ. Ôi, cái này đẹp lắm nè. Được không? Nhất bé làm. Nhất bé làm. Ba mở cho nó nè, anh mở cho nó nè anh. Anh mở cho nó đi. Cái hũ gì biết không? Ơ ừ, đẹp tê. Cái mút chip và chip. Nguyên hũ cả mút một cái trang như thế. Rồi. Trời ơi, quà ba nhiều lắm luôn á. Còn cái hộp này với hai cái hộp này. Có hai hộp này để dặn đi nhà mang cho sao. Cái hộp này có khui không? Ba cái hộp này để dành mai khui. Không, nhiều quá. Cái hộp này là cái bàn không thôi à. Hình như cái bàn không thôi. Hả? Đưa cho ba coi con gì kìa. Con đây, đưa cho ba cái hộp thỏ, gia đình thỏ. Đấy, cho nó vào cửa tiệm. Đấy, gia đình thỏ đấy. Còn đây là cái bàn của thỏ này, cái bàn không thêm của thỏ này. Ừ, thêm một cái bàn. Đây này, còn cái này là cái này là cái tủ bán bánh á. Ôi, thêm cái tủ cho vào trong tiệm. À. Còn mấy kia này thì con đi dành ngày mai khui sao, khui cái này thôi chứ ngày mai để dành. Nhiều rồi. Quá. Trong cái gì? Có nhiều lắm. Cái này nhỏ. Đây, kẹo mút. Đây kẹo. Kẹo chúp chúp. Trong cái hộp đấy nó có những cái vui nhỏ nhỏ. Vừa thôi. Đúng rồi. Ui, thiệt quá. Đây này cam nè. Này là bắp. Coca này, coca nè. Chúp chúp. Này là táo. Ôi, yên thiệt quá. Cái tem này nó giàu dữ vậy.